Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip người đến xếp hàng tại cây ATM gạo đặt tại thành phố Hồ Chí Minh bị yêu cầu rời khỏi vị trí nhận gạo. Ngay lập tức, cư dân mạng tìm đến tận nhà để chia sẻ và giúp đỡ người này vượt qua giai đoạn khó khăn trong mùa dịch. Sự việc chưa lắng xuống thì lại xuất hiện tài khoản Facebook có tên Vũ Uyên Nhi đăng tải một số dòng trạng thái cùng lời lẽ khó nghe, thậm chí còn có ý xúc phạm người nhận gạo và cộng đồng LGBT. Những dòng tâm trạng này khiến cho nhiều người càng bức xúc thêm vì cho rằng đơn vị phát gạo đã có sự phân biệt đối xử với người nhận gạo. Về vấn đề này, anh Hoàng Tuấn Anh, chủ ATM gạo Vườn Lài, quận Tân Phú xác nhận sự việc xảy ra đã 10 ngày trước. Thời điểm đó áp lực rất lớn, mỗi ngày ATM gạo Vườn Lài tiếp nhận 5 đến 6.000 người đến nhận gạo miễn phí. Có thể quá tải công việc, thời gian hoạt động đến 24/24, cho nên nhân viên đã không thể nào kiểm soát hết được. Với trách nhiệm là người điều hành cao nhất, tôi nhận sai sót và gửi lời xin lỗi chân thành đến cô gái. Chúng tôi rất mong mọi người thông cảm và xin khẳng định rằng khi phát gạo không phân biệt giàu nghèo, mà bất cứ những người gặp khó khăn trong mùa dịch đều được nhận, anh Tuấn Anh bày tỏ. Ông chủ ATM gạo cho biết, sau khi clip trên được đăng tải trên mạng xã hội, công ty đã họp online chấn chỉnh, không để xảy ra tình trạng tương tự. Ngoài ra, công ty cũng yêu cầu nhân viên không nên phát biểu hay ý kiến gì nếu có dư luận trái chiều về việc từ chối cho nhận gạo. Còn về những dòng trạng thái phản cảm đăng tải trên mạng được nhiều người cho rằng đó là của nhân viên công ty, anh khẳng định là do ai cố tình bịa đặt, nhân viên công ty không có ai tên Vũ Uyên Nhi. Ông chủ ATM gạo Vườn Lài cũng cho biết, những ngày vừa qua có rất nhiều trường hợp nhận 2-3 lần nhưng phía nhân viên vẫn cho qua vì thấy họ khó khăn. Tuy nhiên, nếu như họ đến nhận quá nhiều lần thì không thể chấp nhận. Thực tế có hiện tượng tụ tập thành 5-10 người và mang theo cả túi quần áo để cải trang. Cứ 15 phút thì họ đến nhận một lần, rồi đến các điểm khác nữa thì họ nhận được vài trăm ký gạo. Ông chủ ATM gạo cho biết, hiện tại công ty đang tuyển hàng chục lao động làm việc tại các điểm phát gạo tự động miễn phí. Do vậy, những người trẻ có sức khỏe khi đến ATM gạo, phía công ty vẫn sẽ tiếp cận và tạo điều kiện cho họ việc làm với mức lương 6-7 triệu đồng. Anh cũng khẳng định, ATM gạo có giá trị cốt lõi là sự lan tỏa, tương trợ lẫn nhau giữa mạnh thường quân với người cần giúp đỡ. Công việc của anh chỉ là đưa ra giải pháp, chi phí tài chính rất là nhỏ. Anh chỉ là đơn vị cung cấp công nghệ để tạo cầu nối giữa người cho và người nhận được an toàn và văn minh.